Thưa quý vị, sau khi xuyên đêm tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân bị đuối nước khi tắm biển tại xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo thông tin ban đầu, vụ việc này xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 22 tháng 6 tại khu vực bãi biển thôn Xuân Phụ, xã Hoàng Hóa, huyện Hoàng Hóa. Thời điểm trên, 3 người từ 13 đến 17 tuổi ra khu vực trên tắm biển và bị sóng cuốn trôi. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng cùng với người dân địa phương đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm và đến 5 giờ sáng ngày 23 tháng 6, thi thể của nạn nhân cuối cùng đã được tìm thấy. Hiện thi thể của các nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục của địa phương.